Cảm ơn quý vị trở lại với Good Morning Washington DC để tiếp tục. Bích Phượng có mời quý vị theo dõi chào Washington DC với Thanh Trúc. Chương trình phỏng vấn hôm nay nhằm tìm hiểu về lập trường tranh cử của anh Hoang Đặng, ứng cử viên hội đồng quận Montgomery, tiểu bang Maryland. Chương trình chào Washington, Thanh Trúc kính chào tái ngộ quý vị và kính thưa quý vị. Um, trong chương trình hôm nay thì Thanh Trúc xin uh, phép được uh, tiếp tục cống hiến đến quý vị về câu chuyện về uh, bầu cử thì um, với cái sự uh, hiện diện của uh, anh uh, đặng đức hân hoang còn gọi là anh hoang đặng và đối với những người uh, cử tri mà người mỹ thì họ gọi là hoang đan thưa quý vị uh, thanh trúc xin kính chào anh hoang đặng dạ kính chào chị thanh trúc và kính chào quý vị khán giả vâng từ năm ngoái tới năm bây giờ đó thì qua cái cái vận động của anh và cái staff cái team mà vận động bầu cử thì người ta biết là anh hoang Đặng ra ứng cử vào chức vụ gọi là um, uh, thành viên của hội đồng quận Montgomery là một cái quận lớn ở tiểu bang Maryland thưa quý vị mà mỗi năm nó có một cái ngân sách rất là dồi dào um, rất là nhiều uh, và có nhiều vấn đề mà cần phải phát triển ở đó. À, thưa anh Đặng Đức Hân Hoàng, xin anh cho biết vì sao anh quyết định ra à, ứng cử, anh là cái người mà gọi, có thể nói là một người Mỹ gốc Việt đầu tiên đó ra ứng cử vào cái chức gọi là thành viên hội đồng quận của quận Montgomery. Yeah. Vâng, cảm ơn chị, chị Thanh Trúc. Vâng, thì cái quỹ của quận Montgomery là rất là lớn là 5 tỷ, hơn 5 tỷ đô la mỗi mỗi năm. Còn uh, trong cái quận Montgomery ấy, mình có hơn 15% người Á Châu mà cộng đồng Á Châu mình á, là trả tiền tax vào vô cái quỹ đó. Yeah. Nhưng mà hiện bây giờ mình chưa có bao giờ có một người Mỹ gốc Á Châu đại diện cho cái cộng đồng ở quận Montgomery. À, thì Lý do đó là Hoang thấy là mình cần một người à, Mỹ à, gốc Á Châu để cho cái cộng đồng của mình có một cái tiếng nói với lại một cái quyền lợi trong uh, trong về quyết định cái quỹ đó để giúp đỡ cho cộng đồng nào đó thì mình cũng phải có người uh, để giúp đỡ cho cộng đồng Mỹ uh, người Á Châu tại sao anh uh, hoang Đạn nghĩ rằng là mình uh, có khả năng và uh, tự tin để mà ra ứng cử vào cái chức vụ này gọi là thành viên hội đồng quận Montgomery nha yeah. thì uh, thứ nhất á, là Hoan là một người uh, chuyên gia về uh, Uh, Budget expert đó là uh, ngân sách chuyên gia về ngân sách chuyên gia về ngân sách thì hoàng hiểu biết là hoàng hiện bây giờ có manage ba cái ngân sách uh, cho uh, chính phủ liên bang dạ. thì uh, cái đó là quan trọng thì thứ nhì á, là Hoang, uh, hồi đó là gia đình của hoàng cũng là uh, di cư uh -huh. từ ở bên việt nam qua đây thì lúc mới qua thì gia đình hoàng cũng uh, uh, cực khổ thì mình cũng biết thông cảm với yeah. các các gia đình mà còn sang bên đây không phải không phải là gia đình người Việt không mà cũng có gia đình uh, di cư từ bên uh, từ bên mấy cái xứ khác nước khác như yeah. là Israel như là Africa như là Afghanistan thì uh, mình hiểu là uh, mình có thể mình giúp đỡ mấy người đó bằng cách nào để cho họ sau đây họ thành công để uh, giúp đỡ lại cho cộng đồng Dạ. À, với lại thứ ba là hoan cũng là một người uh, đi tình nguyện trong cộng đồng uh, người cộng đồng ở bên quận Montgomery giúp đỡ cho uh, người Việt người Á Châu người Mỹ uh, người mấy người nghèo thì hoan cũng có hơn 20 năm uh, làm tình nguyện với lại làm uh, nghĩa là community leader đó uh, trong cái quận Montgomery thì mình biết mấy cái issue À, khác nhau à, tại sao như là à, có người cần thêm à, việc làm mà được mà phải có lương cao hay là bây giờ nhiều người thiếu à, thiếu à, cái uh, affordable housing á, không à, tại vì cái 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 à, cái cuộc à, sống ở bên quận Montgomery ấy, yeah. thì nó hơi cao thì mà tại vì á là kiếm housing đi mướn nhà hay là đi mua nhà đó cái giá nó rất là cao yeah. Thì mình phải tìm cách để mình có thêm uh, thêm nhà mà uh, cái cái giá nó thấp hơn để cho tất cả mọi người có thể ở uh, rộng rãi rồi thứ ba nữa là mình có một cái issue trong quận đó là cái uh, giao thông yeah. -San 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 rất là khó khăn tại vì có nhiều xe quá à, đi đi kẹt xe ở đâu cũng đi đi kẹt xe hàng yeah. năm mình sẽ uh, khuyên khuyên mấy người đi dùng metro hợp yeah public transit đó uh, phải có một cái cái plan để cho họ khuyên đi public transportation thì ít xe hơn thì đỡ kẹt xe nhưng mà bây giờ đó có một cái câu hỏi nó khá là tế nhị là như thế này nè anh hoàng đặng có nghĩ là uh, có nghĩ cái điều cái cái suy nghĩ này đúng hay là sai dạ là cứ bắt buộc đó là thí dụ đó là một ứng cử viên người Mỹ gốc Việt thì người Việt Nam người Mỹ gốc Việt mà đi bầu nó nên bầu cho người Mỹ gốc Việt đó có có nên suy nghĩ theo cái chiều hướng đó không hay là như thế nào ạ? Dạ yeah, thì uh, thật ra đó mình nên đi bầu cho mấy người mà có khả năng khả năng làm cái việc đó mà nếu người đó uh, là người Mỹ gốc Việt á thì nó là kêu là cái nó là cái bonus không? thật dạ. ra mình nên bầu cho người nào có khả năng không phải là mình bầu cho bất cứ người việt nào mà có khả năng không có khả năng mà mà sau đó đó mà nếu người đó đối với người người việt của mình đó mình có hai người bằng nhau người mỹ gốc uh, uh, gốc việt hay là người mỹ gốc gốc uh, uh, bên âu châu hay bất cứ ở đâu á thì đương nhiên là người việt uh, Gốc Mỹ phải ủng hộ cho người uh, người Mỹ, ông oh, xin lỗi người Mỹ gốc Việt Nên ủng hộ ủng. cho người Mỹ gốc Việt, vậy yeah. mà cái đó là thật ra là chưa là cái secondary uh, criteria, cái chính là phải có khả năng Phải nhắm vào người có khả năng trước. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cho đến lúc này thì uh, anh Hoàng Đặng đã nhận được. Đó. Ngoài ra như chúng tôi thấy là anh được cái sự ủng hộ của ông um, uh, executive officer của 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 yeah. Montgomery, là ông quận trưởng của America, uh, yeah, county, là ông exactly. ông Lê Kiệt yeah. thì. Um, xin cho biết ông còn được nhận được những cái sự ủng hộ nào? Dạ, yeah. thứ nhất là Hoan rất là hân hạnh được sự ủng hộ của ông uh, quận trưởng Alex uh, của quận Montgomery. Uh, mà ngoài ra đó Hoan cũng được cũng nhận được nhiều cái uh, sự ủng hộ của nhiều hội khác. Thứ nhất uh, nói là có một hội tên là Pivot, nó như là Progressive Vietnamese Americans, uh, một cái hội. Uh, liên bang, Dạ yeah. à, cái đó là của nhiều người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho Hoan. Ngoài ra đó Hoan được à, sự ủng hộ của The Montgomery uh, Public School Retirees Association. À, có một hội nữa kêu là à, rất là quan trọng, là kêu là uh, Greater Capital Area Association of Realtors. À, họ rất là mạnh và rất là, là, lớn. Dạ, rất lớn, là lắm. lớn mà họ nói là họ sẽ à, họ sẽ à, xài dùng hơn 100 ngàn để ủng hộ cho Hoa với lại ba uh -huh. người khác thì tôi rất là hân hạnh được cái cái endorsement đó à, còn ngoài ra đó cũng Hoa cũng được cái endorsement của uh, cái hội uh, nó kêu là association of black democrats với lại là như là coalition of asian pacific american democrats thì rất là hân hạnh được uh, tất cả mấy cái cái sự ủng hộ đó có một cái hội nữa tên là uh, district one neighbors là một cái hội của mấy cái neighborhood đó dạ. ở trong quận montgomery đó. họ cũng ráp lợi họ ủng hộ dạ vâng à, thưa anh hoàng đặng um, thanh trúc cũng xin uh, kính thưa quý vị là thanh trúc cũng xin phép được uh, mạng phép thay mặt những người ừ. mỹ có việc sẽ đi bầu uh, sắp tới đây đó uh, nó gọi là early voting và trong những cuộc bầu cử tới nữa là làm thế nào để có thể giúp cho anh hoàng đặng được một cái cơ hội gọi là đắc cử để mà có cơ hội để mà phục vụ à, cho à, người dân trong quận à, Montgomery ở tiểu bang Maryland nhưng mà đặc biệt là cho người Mỹ gốc Việt ở tại quận Montgomery một lần nữa xin cảm ơn cái thời giờ của à, anh Hoàng Đặng và à, xin chúc anh thật là nhiều may mắn. Dạ yeah. yeah. cảm ơn chị Thanh Trúc. Cảm ơn quý vị khán giả. Ban tổ chức trại hợp bàn hướng đạo Việt Nam thẳng tiếng 11 chân thành cảm tạ Teletron USA đã bảo trợ tài chính cho các chương trình sinh hoạt trại. Teletron USA hiện có chi nhánh tại Eden Center, Virginia, cách đất trại thẳng tiếng 11 khoảng 35 phút lái xe. Nhân dịp mừng kỷ niệm 30 năm, giáo hội Hoàn Vũ tuyên hiển thánh cho 117 gương anh hùng từ đạo Việt Nam 1988-2018. Tu sĩ Salazien Dòng Đông Bosco trân trọng kính mời cộng đoàn dân Chúa trong tổng giáo phận Los Angeles và Orange County đến tham dự đêm nguyện cầu và ca tụng dòng máu ăn linh. Thời gian bắt đầu từ 7 giờ chiều ngày 19 tháng 6. Từ 7 giờ đến 8 giờ ca nguyện với sự hiện diện của linh mục nhạc sĩ Vũ Hải Đăng từ đoàn nhà Chúa, ca sĩ Đình Bảo. 8 giờ thánh lễ ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam 117 vị hiển thánh. Xin mời quý ông bà văn chị em cùng đến tham dự đêm nguyện cầu và ca tụng dòng máu an linh. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC phát hình trên SPTN vào lúc 9:30 sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Cứ mời quý vị nhớ đón xem chương trình của morning washington dc sáng nay đến đây xin tạm ngừng kính chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình bích phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới